Rồi, nãy mới một cái hình bên của bên lớp tâm vấn chuyên sâu thì tôi có forward lại bên tôi có forward lại bên bên thư viện kiến thức tài chính thì cũng có nhiều bạn thì thấy nhận được khá nhiều bạn nhắn tin hỏi, nhiều bạn có thể là mới chưa biết. Bây giờ để mình chia sẻ lại cho nói sơ lại cho các anh em ha, cũng không bị quá khó ha. Đầu tiên á là chúng ta phải phân biệt, bước một chúng ta phân biệt hai thứ. Đầu tiên là cái mệnh khuyết, cái năm khuyết, cái ngũ hành của năm. Điều đây nè, cái bài này nè, đó, cái ngũ hành của năm thì chúng ta sẽ xem là ơn sinh ơn khắc, là ngũ hành của năm xem ơn sinh ơn khắc. Ok ha. Còn của tháng á thì chúng ta mới xem là mệnh khuyết. Ví dụ tôi sinh năm 84 là tôi hải chung kim thì thổ sẽ sinh kim, ok chưa, và hỏa nó khắc thổ, khắc khắc kim thì xe đó là xem theo năm là xem tương sinh tương khắc, hỏa sẽ khắc tôi, đơn giản như vậy. Nhưng không có nghĩa là chúng ta gặp hỏa là chúng ta ngại, chúng ta học sâu hơn là chúng ta học cái thuật cân bằng, chứ không phải là gặp này ngại gặp cái kỳ tốt đến, nó không phải như vậy, ok chưa. Rồi đó là xem theo năm. Rồi bây giờ xem theo tháng. Tôi sinh vào mùa thu là kim vượng, tôi khắc mộc, nhưng tôi lại rất cần mộc là bởi vì xem theo tháng là xem khuyết, vì tôi khắc mộc cho nên tôi bị khuyết mộc, chứ tôi không xem theo tương sinh tương khắc, tôi xem tháng là tôi phải xem mệnh khuyết. Cho nên á cái bổn mệnh của tôi á, mà nếu mà có bổ sung mộc, cây cối hay cái gì đó xung quanh, mèo cũng là mộc, cũng là thuộc hệ mộc thì sẽ rất là tốt. Cho nên có một cái ví dụ là vừa rồi tôi liệt kê cái hình này, tôi cho các bạn xem, tôi chích cái bài này ra cho các bạn biết cái Lưu Diệc Phi nó là một trong những cô mà diễn viên mà giàu từ má nó giàu xuống á, giàu từ bà già nó giàu xuống á, không có đùa, rất là giàu và nó không có nhu cầu nơi đóng phim hay quảng cáo, mà các bạn biết nó mua mấy túi LV, nó tặng nhân viên nó cả đóng luôn, và nó là chùm bất động sản ở bên đó, chùm bất động sản ở bên đó, hiểu chưa. Các bạn có lên Google các bạn search thì cái con bé Lưu Diệc Phi này á, vừa rồi tôi vô tình tôi để ý tôi search, tôi cũng thấy cái ngày sinh của nó là ngày 25 tháng 8, cho nên tôi coi thử cho nó thì tôi giật mình, là bởi vì 25 tháng 8 nếu mà quy ra âm lịch là 2 tháng 7 thì nó thuộc thuộc cái khí Sửu Thử. 25 tháng 8 đây đây nha, tôi mở lên tôi xem, tôi làm là những cái bước cho các anh em. À, 25 tháng 8 1987 thì xem á, thì vào trong cái trang coi 369.vn, ok chưa, trong đây có một cái mục là phong thủy, liếc vô phong thủy. Con bé nó sinh năm mấy, 25 tháng 8 1987 đúng không, thì cái đấy là tháng 8 nè, 1987 nè, xem nè, chọn 25 cây nè, 25 cây nè, 25 cây nè, thì lúc đó chủ yếu á là dùng cái dương lịch để chúng ta mở cái này ra, chúng ta coi được âm lịch và cái khí của con Lưu Diệc Phi á, nó là Sửu Thử. Sửu Thử thì lúc đó chúng ta kéo xuống, chúng ta coi Sửu Thử nằm đâu. Sửu Thử đây Sửu Thử nằm đây, vậy thì Sửu Thử nằm cột này thì là thuộc dư kim khuyết mộc, thiếu mộc. Vậy thì nếu như mà nó bổ sung được mộc á, mà nó tốt cho cái bản mệnh cả năm và tháng của nó, thì nó sẽ lên như diều gặp gió, nó lên như diều gặp gió, như hổ thêm cánh, ok chưa. Đây à, đợi tôi chút nha, đó nó sẽ như hổ thêm cánh, như diều gặp gió. Vậy thì cái Sửu Thử này á là nó khuyết mộc thì chúng ta kéo xuống, chúng ta coi khuyết mộc thì nên bổ sung cái gì. Động vật thì có thỏ, hổ, mèo, là mộc là cát tường, là mộc cát tường, có nghĩa là nó rất là may mắn. Cho nên cái con bé này nó có một cái thói quen, không biết là nó cố tình nó làm hay không biết, nhưng mà vô tình nó được bổ sung mộc rất là tốt, là nó có thói quen là nó nuôi cả một cái đàn mèo, nó nuôi cả một cái đàn mèo đó. Thì bản thân tôi là người mệnh kim, người mệnh kim và tháng kim luôn, cho nên tôi thích mộc, cho nên vô tôi cũng nay tôi cũng trước đây cũng có làm từ thiện, hiện giờ cũng có làm từ thiện rất là nhiều về nuôi động vật, và nhà tôi cũng nuôi khá nhiều mèo, cho nên tôi cũng thấy cái tài vận cái may mắn của tự nhiên đến rất là nhiều, đến rất là nhiều. Cho nên đây là cái hướng dẫn cho các bạn để các bạn xem, các bạn đánh cái ngày tháng năm sinh dương lịch của các bạn đây, các bạn xem cái tiết khí
rồi các bạn xem nó thuộc quyết cái gì, quyết cái gì, rồi đó tra cái bảng này quyết rồi nên bổ sung cái gì nằm trong đây hết à. Ok chưa? Rồi tiếp theo, có nhiều bạn đánh cái dương lịch nó ra cái âm lịch xong rồi đi đi rà cái âm lịch này dựa theo cái bảng này thì nó đôi khi sẽ bị lệch. Tại sao người ta có cái này người ta tra ra luôn cho mấy anh mấy chị không làm mà lại đi đi đi, đi rà ngược lại đây cho nó vất vả vậy? Tại vì sao? Là tại vì mỗi năm chúng ta nhiều khi nó lệch, các bạn hiểu không? Giữa cái dương lịch nó truy ra cái âm lịch, nhiều khi cha nó bị lệch. Ví dụ như năm nay chúng ta có 2 tháng 2 sao chá, sao chá, các bạn hiểu không? Nó sẽ bị lệch chứ. Chính vì như vậy cho nên để xem cái ngũ hành quyết thì trên đây người ta, hệ thống người ta đã tính toán ra hết rồi thì biết mình là cái khí gì vô đây tìm là xong. Cái giống ôn gì cầm cái dương âm lịch này sao mà ngồi ra chứ cho nó vất vả vậy, này có sẵn mà, đơn giản mà, đúng không? Ok chưa? Đánh dương lịch nó ra âm lịch, nó ra cái khí, lấy cái khí cha vô vô đây coi khuyết cái gì, khuyết cái gì, coi bảng này bổ khuyết là xong. Rồi tiếp mộc, khuyết mộc thì tôi nhấn mạnh thêm nữa, mộc thì nó có mộc sinh và mộc tử, có nghĩa là gì, nghe nó nặng nhưng nó nôm na là một cái mộc sinh thì mộc chết á. Bàn ghế chúng ta là mộc chết, chúng ta bổ sung mộc, bàn ghế tượng gỗ là mộc chết, những cái đó nó không có mạnh, nó không có hiệu quả bằng những cái mộc sinh. Mộc sinh là gì? Cây cối là mộc sinh, mèo hổ à, mèo hổ thỏ là mộc sinh. Cái nhà không thể nào nuôi hổ rồi nha à, có thể nuôi thỏ mèo, nó là mộc hay mộc, nó là mộc sinh. Và chúng ta làm cái gì nếu như muốn hiệu quả và muốn tốt may mắn, các bạn tin tôi đi, các bạn làm bất cứ cái gì các bạn làm chuẩn 3 bước, 3 thứ các bạn làm mà tốt cho các bạn hãy làm, không tốt muốn làm, đó là cho bản thân chúng ta trước, vì chúng ta chưa tốt cho chúng ta xong rồi tốt cho người khác, tốt cho mọi người. Cái đó bên Phật giáo gọi là gì, là gì, lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Cho nên ví dụ như nếu mà các bạn muốn bổ sung mộc thì đừng có bỏ mấy chục triệu ra đi mua con mèo tây để bổ sung mộc, nó chỉ tốt cho bạn thôi, chưa chắc tốt cho con mèo, chưa chắc tốt cho xã hội. Cho nên nếu được thì hãy nuôi những cái con mèo hoang vô gia cư gì đó, tội nghiệp nó nuôi nó, mèo tây sẽ có người nuôi, có người dễ, người ta dễ nuôi hơn. Các bạn hãy làm việc gì đó tốt cho bạn, tốt cho đời, tốt cho chính con mèo đó, tốt cho xã hội, giúp xã hội gánh một bớt bớt một gánh nặng. Cái đó là tạo âm đức ha. Và cái cô nói các bạn hiện giờ cô đang có 3 trạm, mỗi trạm không dưới 180 con, cô tài trợ cho 3 trạm đó không có tháng nào mà dưới 500 triệu đó. Và bản thân nhà tôi nuôi 37 con, cô nói các bạn biết gì đâu, và những cái con mà cô nuôi là toàn là tội nghiệp, toàn là mèo mà sức học gãy gọng rớt hàm tùm lum mù tùm lum á, cái cô không nuôi mèo cây đó, tôi chia sẻ như vậy, đó là bản thân trải nghiệm tôi. Rồi tiếp, có một số bạn khá may mắn là một số anh chị, một số bạn bè khá may mắn, họ cái năm sinh của họ là thổ, thổ thì họ sẽ bổ trợ cho kim rất là tốt. Nếu như bạn đời của họ là kim hoặc là con cái của họ là kim thì họ sẽ là quý nhân, họ sẽ là quý nhân, họ bổ trợ. Cho nên khi mà bản bản mệnh mà thổ mà nếu mà vô tình cái tháng á, mà là tháng khuyết mộc á, tháng khuyết mộc á, mà chúng ta bổ sung được thêm mộc á, có nghĩa là chúng ta đã là có ưu thế về cái năm sinh là cùng với mọi người, hỗ trợ mọi người trong gia đình, mà chúng ta còn biết bổ khuyết về cái tháng nữa thì chúng ta sẽ rất là vượng. Người mà bản mệnh là kim hoặc là năm, nó đang nói năm đó, kim hoặc là thổ á, thì các anh chị làm về tài chính, đặc biệt thổ làm một bất động sản rất là tốt, cực kỳ tốt, rất tốt đó. Và nếu mà bổ khuyết được cái tháng nữa, coi tháng xong bổ khuyết nữa, ví dụ khuyết mộc hay khuyết thủy gì đó mà bổ sung vô thì quá tuyệt vời, các bạn như diều lên, như sẽ lên như diều gặp gió, như hổ thêm cánh. Các bạn biết cô sinh năm 84 vừa rồi cái tam tai rồi cái gì sao thì cộng lên, các bạn thấy cô có để ý không? Cô không để ý, tài sản mỗi năm cô đều gia tăng cấp số nhân luôn á đó. Đó, nếu mà các bạn theo dõi cô lâu các bạn sẽ biết cô đâu có để ý mấy cái tam tai gì đâu. Tại vì sao? Bản thân chúng ta đủ mạnh, đủ khỏe, chúng ta sẽ chống chọi được mọi bệnh tật, mọi tai họa. Chúng ta nên đi theo cái hướng đó chứ không phải kiểu ở năm nay tam tai nên làm cái gì để hết tam tai, làm cái gì để không bị dính tam tai, không có làm cái gì cũng bị hết đó. Bạn yếu rồi cô nói đủ loại bệnh đó đó, còn khi bản thân chúng ta mạnh, chúng ta khỏe rồi, phước đức chúng ta nhiều rồi, chúng ta không lo những cái đó, những cái đó nó tới nó tự đi ra, tự đi ra.
cho nên chúng ta thay đổi cái mindset, thay đổi cái tư duy, chúng ta bổ sung. À, và những cái người mà bổ mệnh tháng đến tháng mà tuyết mọc, bạn ở gần cây xanh, gần công viên rất tốt, cực kỳ tốt, nên như vậy. À, nên như vậy. À, rồi chia sẻ tiếp thêm một điều nữa, có một số bạn trẻ, những bạn trẻ đó hay 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 nhắn hỏi tôi: anh ơi, em mệnh kim, em năm sinh kim, em năm sinh mộc, thì em nên làm ngành nghề gì? Rồi tôi chia sẻ với các bạn luôn, bản thân các bạn là cái người mà rõ nhất, tôi không có nói đùa. Tại vì sao? Cái con người chúng ta là một cái anten, nó giống như một cái anten, nó bắt nhịp, nó rà rất là nhạy, hiểu không ạ? Tôi ví dụ cho các bạn, ví dụ như tôi làm từ thiện là bởi vì tôi thấy cái đám tội nghiệp động vật mèo hoang ngoài đường tội nghiệp, tôi làm cái tâm thôi, chứ tôi cũng không vì là nó là mọc cho nên tôi làm để tôi giàu sang, tôi không vì cái đó. Tôi cảm thấy tôi xoay dễ kiếm được tiền nhiều thì tôi coi như cái tiền đó tôi làm từ thiện. Ngày xưa tôi giúp người là còn bị đâm sau lưng không à, tôi mới giúp người, tại vì chúng ta không biết được cái quá khứ đó của họ, quá khứ trước đó của họ, họ làm cái giống ôn gì để ngày hôm nay họ bị như vậy. Chúng ta lanh lợi, chúng ta đi ăn no, chúng ta đi không biết, chúng ta đi giúp họ, có nghĩa là chúng ta đi hack game giùm họ đó. Thượng đế đang muốn cho họ thử thách, chúng ta không biết, chúng ta thấy họ tội nghiệp nhưng mà giúp họ. Cho nên có một đoạn thời gian của nó các bạn ơi, tôi bị gặp rất nhiều tai họa, tai họa là cần cái việc giúp người. Sau này cô hiểu rồi, cô không giúp người, giúp là phải giúp bằng kiến thức, giúp bằng kiến thức, giúp bằng trí tuệ để họ nhận, tự nhận ra, họ tự họ vượt qua, chứ không phải là thiếu tiền quá thôi cho một vài bitcoin kiểu đó, họ không có. Cho nên đứng ai xin tiền thôi. Vừa rồi có mấy anh cộng đồng nó ngu như con bò đó, bảnh lắm, đủ má bảnh lắm. Con nói có, tôi cũng chịu thề, nó bị em: anh ơi, em trade sắp mặt lờ quá, anh có thể chuyển em 50 đô không? Đủ má nó gửi UAD cho tôi luôn, nó gửi luôn có đem không chửi. Tôi lại nhẹ nhàng có lóc nó, tôi kích nó, kích khỏi channel luôn. Tôi nói: anh không chơi mấy ngàn, anh không chơi mấy nghèo, à, mấy nghèo không chơi. Tôi là như vậy đó. Tại vì sao? Họ đáng để nghèo, họ xứng đáng nhận những điều đó. À, thật sự là như vậy. Bạn gửi cho họ 5.000 đô luôn cũng được nữa, 500 đô, 5.000 đô đi, rồi có chắc là nó giữ được không? Hay là bây giờ gửi 5.000 đô cho nó, ồ ngon quá, em lấy 500 đô còn lại em chơi Marine. Vậy đủ mắt tự nguyên, tự tự mình tao lấy 4.500 con đánh Marine còn ngay mày nữa, tao phải gửi mày. Mày hiểu ý tôi không? Cho nên giúp người tôi không bao giờ giúp bằng tiền bạc. À, còn những cái đứa mà cào lao về trời mày đó, cho nó chết đi, đời sẽ khai sáng cho nó đang thử thách đó. Đừng có cố mà giúp nó hack game trong cuộc sống, ác lắm nha. Rồi quay lại tí, một số bạn có hỏi tôi, một số bạn bạn trẻ có hỏi tôi về: anh ơi, em nên phù hợp với ngành nghề gì? Thì tôi quay lại câu đó, các bạn, bản thân các bạn là cái radar mà rà chuẩn nhất, cái cơ thể chúng ta là một cái radar rà chuẩn nhất. Có những cái mà các bạn không biết, các bạn cứ để tự nhiên đi, trong quá trình mà tiếp xúc ngoài xã hội tự nhiên các bạn sẽ cảm thấy em thích cái này, em cảm thấy em phù hợp cái này phù hợp nọ, thì lúc đó đó vô tình đó, nếu mà không hợp với em á, em tự động năng lượng của em sẽ đẩy những cái đó ra. À, còn khi mà những cái mà nó phù hợp, nó thích hợp với em, tự nhiên cái em cảm thấy yêu thích nó. Cho nên đối với những bạn trẻ, các bạn cứ trải nghiệm xong rồi, trải nghiệm một thời gian rồi các bạn sẽ tự động, các bạn sẽ biết là các bạn thích cái gì, sau đó đi kiểm tra cái này, đi kiểm tra cái kiến thức này, lúc đó các bạn sẽ chọn lọc ra. Chứ còn hơn là gì? Còn hơn là bây giờ của nó: bây giờ em không phù hợp chơi tài chính nha, em là phải lập xích lô nha, cái mệnh của em là hợp lập xích lô hay bán hợp dịch lộn nha, đừng chơi tài chính. Cái mấy ông cố nội nghe lời cái thằng thầy bà này xong cái nghỉ mẹ nó đi, cái ông thầy tôi bà già cô cho cô đi du học cho cô này nọ, chứ thế nào cũng nghèo, không nghe lời ông đi bán hợp dịch lộn cho nó giàu. Các bạn dám làm không? Các bạn dám làm không? Mặc dù không thích đó, mặc dù không thích nó bán hợp dịch lộn đó, nhưng mà nghe em nghe thầy mà em tin thầy mà, bán hợp dịch lộn nó mới giàu, làm không? Các bạn hiểu ý tôi không? Cho nên á, bản thân mấy bạn trẻ nên trải nghiệm đi, các bạn trải nghiệm trước, xong rồi á, khi mà trải nghiệm rồi, chính các bạn sẽ cái người mà biết được cái nào phù hợp, cái nào không phù hợp, cái nào thích, cái nào không thích. Ha, thì cái lúc mà các bạn nạp những kiến thức này vô, các bạn sẽ tự động cảm nhận được, à thì ra trong quá trình tôi hoạt động xã hội, tôi làm nhiều công việc, thấy đúng là cái ngành nghề này nó có vẻ nó hợp với mình, tại vì cái bổn mệnh mình cũng như vậy. Chứ còn hơn các bạn không hề trải nghiệm gì cả mà nghe lời tôi xong rồi nó cứng cứng làm sao, tự ép bản thân mình để nghe lời ông thầy, hoặc là không nghe lời bắt đầu,
không đi theo cái hướng đó là cảm thấy ừ mình làm việc không suôn sẻ là do tại vì ổng dặn như vậy không làm. Cái đó là cái suy nghĩ tôi đi rất là sai, cho nên tôi mới nói là mấy bạn trẻ cứ cứ trải nghiệm. À, các bạn yên tâm, đợi các bạn còn dài lắm, không được như tôi đâu. Tôi năm nay 40, tôi chỉ còn khoảng 20 đến 20 năm để phấn đấu, 20 năm để tích lũy. Cũng như các bạn còn đến 40 năm là ít nhất, đúng chưa? Cho nên cứ trải nghiệm đi, rồi biết thêm mấy kiến thức này, rồi còn từ các bạn sẽ có đồng sáng ra, nó là mảnh ghép trong cuộc sống. À, các bạn thấy người chị Phi không? Nó có thói quen nó nuôi mèo mà mèo mèo cả đống luôn. Nó bổ 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 khí cho cái bổn mệnh của nó là khí mộc rất là lợi hại. Nó lên như diều gặp gió. À, để mấy ngày có được rảnh tôi sẽ tra thêm một số cái ngày tháng năm sinh của một số nhân vật nữa tôi chia sẻ cho các bạn. Để các bạn thấy cái sự vi diệu của nó không hề là nó không là tự nhiên đâu, nó phải có một cái gì đó. Ví dụ như các bạn tra thử con Phạm Băng Băng, Phạm Băng Băng, các bạn biết trên cái gương mặt, trên cái gương mặt của cô này có một cái điểm khuyết là cái gì các bạn biết không? Trên cái gương mặt của cô Phạm Băng này có một cái điểm khuyết rất lớn. Các bạn lên Google, các bạn search cái hình của cô này nữa. Đó, các bạn biết điểm khuyết gì Phạm Băng? Tôi mở xem một mình. Cô này có một cái điểm khuyết rất lớn. Đây. Đó là cô này á, cái rái tai á của cô này á, cái tai của cô này á, các bạn mà để ý tai cô này á là không có cái rái tai nhiều, mà thậm chí hầu như là cạn luôn, không có luôn. Cho nên đây là cái tai gọi là tai phú, tai quý không có. Nếu mà cái thùy châu gọi là cái thùy châu cái rác ai mà nó chì xuống, nó nhiều thịt, nó đầy đặn, nó đầy 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 đặn à, thì cái đó các bạn biết gọi là tai quý, tai phu nhân, tai quý. Còn nếu mà cái thùy châu này nó đầy đặn, nó xong nó còn cong ra phía trước nữa thì gọi là tai phú. Tai phú là có tiền tài, có tiền tài à. Có nhiều người có cái đôi tai phú nhưng mà không có quý, có nghĩa là giàu mà chưa nó có sang, nó không sang nó kỵ, mà giàu mà chưa có sang. Ví dụ ba bước mà là giàu mà chưa có sang. Nếu mà các bạn để ý ba bước nó là dạng đó, có cái tai đó, tài phú nhưng mà chưa có được quý. Các bạn thấy nó giàu nhưng mà cái cách hành xử và cách nói chuyện này nọ thật sự không có sang, không có sang đó. Nhìn cái đôi tai của ba bước đi, kiếm cái hình nào của nó đâu. Các bạn để ý cái tai của nó đây. Đây đó, cái hình này chắc rõ nét. Đây là tai phú, tai phú mấy trăm ba cái quảng cáo này ngoài nè, các bạn thấy không, từ châu rất là lớn mà cong ra nó cong hướng ra chứ, tai phú. Ok ha, mỗi ngày làm clip ngắn ngắn như vậy giải thích cho các anh em ngày đó. Ba anh em nha. À, lúc nãy còn thiếu một cái câu chưa nói thì chia sẻ với các bạn. Thì trong cái phần mệnh khuyết á, nó có một cái phần là âm thanh. Âm thanh thì những cái âm thanh mà từ cái tiếng chuông, cái tiếng gõ mõ, cốc 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 cốc, tiếng gõ mõ, thì cái đó, thì những thanh đó, cái đó là cũng là âm thanh của mộc. À, còn những cái âm thanh mà của cái tiếng chuông, tiếng chuông mà bằng đồng hay bằng vàng á, mà có tiếng ngân á, thì những âm thanh đó là âm thanh về kim. Cho nên nếu như mà ví dụ như khuyết mộc thì các bạn có thể bố trí những cái nhà các bạn hay dùng cái mỏ bằng bằng gỗ á, nghe cái tiếng nó lại sẽ tốt cho các bạn. Còn nếu mà khuyết kim thì dùng cái chuông rồi tiếp. À, vậy thì không nhất thiết chúng ta bị khuyết mộc. Ví dụ như tôi khuyết mộc thì tôi phải để cái gõ mõ ở trước trước bàn làm việc tôi, rảnh rảnh tôi gõ, không có cần thiết như vậy. Các bạn hiểu không? Có nghĩa là nó chỉ là một cái sự lựa chọn, nhưng không có nghĩa là chúng ta ôm đồm hết tất cả những cái mộc đó vô thì chúng ta thành ra chúng ta bị si và bị mê. Chúng ta thành ra bị si và bị mê trên đó, cho nên con không cần thiết. Nó chỉ đơn giản thôi, nó phù hợp, gọn gọn gàng, phù hợp, đừng có bày bừa.
là phong thủy tốt nhất. À, chứ không phải là tôi thuyết mộc cái trời trên phòng tôi, phòng của tôi để tâm linh cây cối, cái gì cũng có cây cối thì nó là mộc, không phải như vậy. À, thì đứng chính lại cho cái này hiểu. Ở đây là mình chỉ cho các bạn thấy để hiểu được nhiều cái sự lựa chọn, nhiều cái sự lựa chọn. Thì trong cái phần âm thanh nó có cái phần là sát âm, thanh sát đó, hay còn gọi là thanh sát đó, đó là sát âm đó. Thì sát âm là gì? Những cái âm thanh chói tai gọi là sát âm. Sát âm đặc biệt những cái người mà có năm năm sinh kim, tháng sinh lại là kim vào mùa thu, thì hai cái kim này á thì nó sẽ làm cho các bạn rất là dương, có nghĩa là rất là cương cường, rất là cứng rắn, rất là gọi là lì lợm, cái gọi là bướng xung trận. Thì những cái người mà như vậy mà đặc biệt mà rơi vào chữ giáp nữa thì các bạn cẩn thận, những cái người đó thì sẽ có những cái lời nói khó nghe, cái lời nói tổn thương người khác rất là nhiều. Ví dụ tôi là một trong những cái thằng bệnh hoạn đó đó, lời nói sẽ dễ tổn thương. Và đặc biệt những cái người đó rất kỵ cái sát âm, sát âm sẽ dễ làm cho họ kích động. À, thì trong cái thuật mà xem tướng xưa đó, người ta có nói cái này rất là kỹ, là gọi là âm sát. Thế nào là âm sát? Những cái âm thanh ví dụ như các bạn nghe chạy ngoài đường, các bạn nghe cái tiếng còi, nó bóp tiếng bóp 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 kè kèn mà to là bất gọi đó, gọi là âm sát. Còn các bạn nghe mấy cái nhạc mà du dương cái đó phải là âm sát. Những cái âm thanh mà gọi là nó chói tai, nó có một cái cường độ cao chói tai là âm sát. Tại vì sao? Tại vì những cái người mà có dương mạnh á thì á, họ sẽ rất là nóng tính, rất là khó chịu, cho nên họ tối kỵ họ gặp những cái gì đó nó chói tai chói mắt, cho nên có là âm sát. Âm sát cho nên các anh em mình cũng phân biệt hiểu cái đó. À, âm thanh nó có nhiều loại, cho nên ví dụ như tôi mà khuyết mộc mà kêu tôi ngồi tôi gõ mõ một cái tiếng gõ mõ mà liên tục thì tôi bực lắm, mặc dù cái âm đó là âm mộc đấy, âm từ cái chuông gõ mõ mà mộc đó, nó phát ra cái mõ, cái gõ mõ bằng mộc nó âm, nhưng tôi không happy, không thích. Cho nên nhìn chung chúng ta làm cái gì cũng như vậy, bố trí cái gì cũng như vậy, thì chúng ta phải tận dụng cái cơ thể chúng ta là một cái radar, cái anten nó ra rất là tốt, nó ra rất là tốt, nó sẽ cho các bạn cái đáp án rất tốt, sau đó chúng ta mới dùng cái số liệu chúng ta đối chiếu lại, chứ đừng có đi dùng số liệu trước xong rồi ép bản thân chúng ta để đi phù hợp những cái đó. Ok ha, thì hy vọng năm mới anh em sẽ được nhiều kiến thức và may mắn ha. Hãy nhìn lại xung quanh vật dụng trong phòng làm việc, nên sắp xếp gọn gàng, là cái nào không cần thiết không nên để, gọn gàng lại, bố trí những cái ít mà nó chất lượng, cái chất lượng nó bổ khuyết cho cái tháng, đặc biệt là phải bổ khuyết cho cái tháng, bổ khuyết cái đó các bạn sẽ đi khoảng 3 tháng rồi, hoặc chưa tới 6 tháng rồi, các bạn nhìn là các bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn kỳ lắm, nó lạ lắm, nó may mắn lạ thường lắm, nó hanh thông mọi thứ, nó suôn sẻ lắm. Làm thử đi nha. Ok ha, ba đây nha.